TV Việt Nam xin kính chào các bạn. Hôm nay chúng tôi quay lại với các bạn để chúng ta cùng luận giải một lá số tử vi có mã số 1044, sinh năm 1984. Thưa các bạn, đây là một lá số mà đương số có cung mệnh đóng tại cung Dương, âm dương thuận lý mà có sao Thái Dương, vượng địa đóng tại cung Thìn. Sao cung Phúc Đức có sao Thiên Cơ đắc địa, Điền Trạch có tử vi phá quân, quan lộc vua chính diệu, cung Nô Mộc có sao Thiên Phổ, cung Thiên Di có sao Thái Âm miếu địa gặp sao Tuần, cung Tật Ách có Liêm Trinh Tham Lang hãm gặp Tuần, cung Thân Cư Tài Bạch có sao Cự Môn, cung Con có sao Thiên Tướng đắc địa gặp Quan Phủ, cung Phu Thê có hai sao Thiên Đồng Thiên Lương rực sáng, cung huynh đệ có sao Vũ Khúc sát sát gặp Thiên Hình địa kiếp. Thưa các bạn, đây là một lá số của một đương số mà sinh năm 1984 mà có rất nhiều các sao chiếu đẹp, chiếu vào cùng số. Nhìn qua thì chúng ta thấy rằng là tất cả các sao ở đây đều rất là đẹp vì là đều miếu vượng. Ví dụ như hai cái chòm Liêm Trinh Tham Lang rất xấu, cung Tật Ách nhưng gặp Tuần lại thành vượng, là một cái lá số tương đối ổn. Rất tiếc là cung Thiên Di là cái sự thành công về mặt xã hội ấy, thì là gặp Tuần đóng đó, Tuần đóng cung Thiên Di, chính vì thế nên là sinh ra không được gặp thời cho lắm. Bản mệnh của đương số thì nằm tại cung Thìn là cung Dương nên được âm dương thuận lý, nhưng bản mệnh lại là hài trung kim, cục lại mộc tam cục. Đấy, kim với mộc khác nhau nên là bản mệnh khắc cục, và sinh vào giờ Thìn thì thân cư tài bạch tại cung Tý. Đây là một người tính chất thích làm giàu. Và mọi người để ý rằng là mệnh hoặc là thân cư Tý Ngọ thì nó có một cái cách là thạch trung ẩn ngọc. Thạch trung ẩn ngọc chính là ngọc ẩn trong đá. Tốt nhất là cung mệnh nằm tại cư Tý hoặc Ngọ, tốt nhất là Tý, nhưng phải gặp tuần triệt tại cung mệnh. Nó được ví như một viên ngọc sáng nằm trong đá, và tuần triệt chính là một cái sự khó khăn để mài rủa dần dần cái lớp đá bên ngoài để viên ngọc đỡ được lộ ra. Và nửa đời đầu thì vất vả nhưng nửa đời sau thì giàu có. Nhưng đương số này thì cung mệnh là không được may mắn đóng vào cung Tý mà lại cung thân đóng vào. Vậy là gì? Anh ta sẽ mất 33 năm thì mới đuổi được một cái người mà mệnh cư tại cung Tý. Đây là sao Thái Dương tại mệnh. Thì chúng ta biết là người Thái Dương thì bao giờ cũng sống vì người khác, luôn luôn quan tâm đến người khác, sống quan tâm đến xã hội. Và Thái Dương thì là một ngôi sao mà mệnh chủ bao giờ cũng sẽ thích đàm luận, đàm tiếu về chính trị, rồi thích làm giàu, thích làm việc lớn, thích quan tâm đến triết học. Và đấy là sao Thái Dương. Ngoài ra đương số còn một cái sao nữa, sao Thanh Long tại mệnh. Thanh Long chính là một cái sao mà rồng ẩn nằm tại cung mệnh, và một cái sao sẽ khiến cho đương số tương đối thành công trong cuộc đời sau này. Tiếp nữa là Tả Phù Hữu Bật, cung sao Tả Phù lại cung mệnh, rồi Hữu Bật tại cung Thiên Di đó, chiếu vào cung mệnh của đương số khiến cho đây là một người mà tự thân lập nghiệp và có quân cán, có quân quyền cũng tương đối tốt. Rồi đương số lại có tròm tứ linh chiếu mệnh nữa, Long Trì và Hoa Cái nằm tại cung mệnh, Bạch Hổ tam hợp chiếu từ cung Hoa Lộc vào cung mệnh, Phượng Các là từ cung Thiên Di chiếu vào cung mệnh. Đấy, Long Trì, Phượng Các, Hoa Cái, đây là bộ sao của tứ linh, và những người mà có sao tứ linh này là đều là con nhà thánh nên bao giờ cũng được sẽ được các thánh độ cho, nên nếu biết cách lễ bái thì sẽ rất lắm lộc và tương đối tốt. Đương số lại còn một cái sao Thiên Quý nằm cung Tài Bạch cũng chiếu vào cung mệnh, đây là sao Phật Độ. Đó, cũng là một cái sao Phật Độ là sao Thiên Quý chiếu vào mệnh, nên là cũng vừa có một căn thánh và vừa có một chút của con nhà Phật được Phật Độ giúp cho. Và rất may cho đương số nữa là Thái Tuế, cái vòng Thái Tuế này, cái tròn Thái Tuế này nó đóng tam hợp vào cung mệnh tài quan. Nam mà Thái Tuế đóng vào mệnh tài quan thì tốt, bởi vì đấy là những cái cung mà rất quan trọng đối với một nam mệnh. Nam thì quan tâm đến ba thứ: mệnh là vận mệnh của mình, tài là chính là tài bạc, tiền bạc, và quan chính là quan lộc. Thì ba thứ mà ba cái cung đấy mà được Thái Tuế đóng vào thì nó sẽ nâng đỡ là một con người lên vượt trên những cái lá số thông thường. Về tam hóa thì đương số hóa quyền là nằm cung Điền Trạch rồi,
không chiếu vào cung mệnh mà cũng không chiếu vào cung thân. Lộc tồn, hóa lộc nằm cung tận ách, hóa lộc cung ách sau này bay đầu dạ dày đấy. Rồi hóa khoa lại nằm cung minh đệ, không có liên quan gì đến cung mệnh cả. Thế đây là một đương số mà có tả phù hữu bật nhưng lại cái tam hóa không có, không có tam hóa. Chính vì thế nên là nó làm cho đương số mong manh, không có tam hóa nó hội hợp vào cung mệnh, nên khiến cho con người này tưởng chừng thì rất là đẹp, lá số là đẹp nhưng mà lại thành khô cứng. Bởi vì tam hóa nó chiếu, hóa khoa thì nó làm cho nhiều kiến thức thích học, hóa quyền thì làm cho người có quyền lực, có gây sự ảnh hưởng, và hóa lộc nó là một sao mà nó biến một con người thành một cái nhà buôn, nhà một nhà kinh doanh, có khả năng kiếm tiền, nhìn thấy nhiều cơ hội để kiếm. Và anh chàng này sao lộc tồn cũng nằm ở cung vợ nữa. Đó, vậy là đây là một lá số nhìn vào rất đẹp nhưng mà lại lỗi bởi vì thiếu tam hóa. Và chật vật, rất chật vật ở chỗ là hỏa linh là cái chòm ma làm đóng ngày cung Phúc Đức. Hỏa linh đóng cung Phúc Đức là gì? Mọi người nhớ hỏa linh đóng đồng cung Phúc Đức là kiểu gì? Âm phần ấy cũng sẽ có một cái người mà không siêu thoát được, mà luôn luôn bám víu một người trần, cụ thể là anh này, ứng vào anh này. Đấy. Nên là nếu mà đây là một đương số mà sinh năm 84 ấy, thì tuổi bé rất là già, ăn nói như các cụ. Bởi vì sao? Bởi vì có một cái cụ trong họ đi theo mà không siêu thoát. Nên cái cậu bé này năm 84 như hồi bé thì rất là tăng động này, rồi ăn nói như người lớn như các cụ. Nhưng cái đấy là cái sẽ không tốt, bởi vì gia tiên mà không siêu thoát thì họ không được tái kiếp, và cứ bấu víu với người trần gian làm cho cái năng lượng của cái người bị đi theo sẽ bị mất, mất năng lượng dương. Tuổi trẻ thì khôn khéo đấy, bởi vì lấy được kiến thức của họ, nhưng mà càng lớn lên thì càng lạc hậu và càng tụt hậu, và nó không có lợi cho sức khỏe. Âm là khi chết là phải siêu thoát, còn người trần là người trần, nếu mà cứ đi theo như thế này thì sẽ khiến cho con cháu sẽ càng vất vả hơn. Tưởng là phù hộ được nhưng không siêu thoát thì phù hộ rất là kém. Cung tiếp theo chúng ta vào luận chỗ đương số chính là cung Điền Trạch. Cung Điền Trạch của đương số có sao địa không? Địa kiếp chiếu vào thì đây lại gặp sao mộ đây nữa. Thì đây là một cái nhà mà một đương số này đi đâu cũng sẽ gặp mộ, đi đâu cũng sẽ gặp vong. Và phong thủy ở nhà rất kém. Nếu mà biết cách hóa giải thì cung Điền Trạch từ vi phá quân này thì sau này hậu vận là cũng đất cát đầy nhà và tốt. Cái điểm yếu của đương số là phong thủy âm trạch bao giờ cũng xấu, nên phải biết cách hóa giải bằng cách là kiểm tra xem có cốt không, có vong không để hóa giải cầu siêu cho họ mới tốt. Và những nhà có cốt có vong sẽ không bao giờ ra tiền vào được nhà, bởi vì về mặt âm ấy, về mặt trần thì mình có thể sở hữu cái nhà đấy, nhưng về mặt âm ấy, những linh hồn ở đấy, những cái cốt ở đấy họ đã chôn ở đấy hàng trăm hàng ngàn năm rồi, thì họ mới là chủ thực sự về âm. Nếu như chúng ta không có lễ để cầu siêu cho họ hoặc là mua lại âm đất âm của họ thì mặc định họ mình vẫn là người trần thôi, và họ vẫn là cái ông chủ người âm, thì sẽ không cho gia tiên chúng ta vào nhà, mà thậm chí quan thần linh còn không được ngồi trên bát hương nếu như các vong linh ở đấy giữ. Một vấn đề nữa của lá số này là cung Quan Lộc vô chính diệu. Đấy, hai chòm thiên đồng thiên lương chiếu lên. Cũng là một người mà cung Quan Lộc cũng tương đối ổn định, và phi liêm bạch hổ nằm ở đây ấy, thì sẽ sau 33 tuổi sẽ phát. Ví dụ năm nay là 33 này, sang năm 34 là tốt đây này, 33, 34 là sẽ phát. Và cung Quan Lộc này bởi vì triệt nó đóng ở đây, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến những các cung khác nữa, nên là một người mà trước 33 tuổi thì chưa được thành công, nhưng sau 33 tuổi thì thành công. Ngoài ra cung thân lúc này nó nằm tại cung Cự Môn, nằm tại Tý, cũng chính là cái cách của Thạch Trung Ẩn Ngọc không đầy đủ, nó cũng giúp cho đây là một người mà sau này ấy, dùng cái khả năng bằng trí tuệ của mình để kiếm được tiền tốt. Và tiếp nữa là từ 33 nó rơi vào cái vòng tam hợp thái tuế thì cũng có những hoạch phát bất ngờ. Nếu như đương số mà quan tâm đến phong thủy và quan tâm một chút đến gia tiên thôi thì đây là một người sau này dễ có cơ hội rất là giàu. Bởi vì cách Thạch Trung Ẩn Ngọc mặc dù không đầy đủ nhưng nửa đời sau vẫn là người giàu có quyền lực. Cung Nô Bộc của đương số thì lại có đào hoa nằm ở đây. May mà nó đang gặp triệt, nhưng mà cái sao triệt này nó mất đi rồi, thì đào hoa gặp sao thai đóng ở đây sẽ sớm sẽ có tình duyên bên ngoài. Và đào hồng gặp sao thai nằm cung Nô Bộc là những cái sao rất là nguy hiểm, nguy hại cho cái việc là
có một thêm một cái tấm tình riêng bên ngoài nữa, nên cũng phải nên hóa giải đào hoa gặp là sao thai nằm cung nô bộc, không có là sẽ ngoại tình vợ bắt được rồi cuối cùng lại cô thần tang môn đóng cung vợ này đó, lại chia lìa nhau, tan rã nhau, nên phải hóa giải ngay. Về cung nô bộc thì sẽ chơi được với nhiều người có quyền lực, có tiền bạc đấy, và có duyên với phụ nữ, nhưng mà chưa nhờ được, phải 33 trở ra, có nghĩa là từ năm nay trở ra mới nhờ được họ. Về cung thiên di có sao thái âm, nhật nguyệt chiếu nhưng gặp tuần đấy. Chính vì thế nên là nửa đời đầu sau tuần nó kìm hãm, nó không cho phát triển. Và mọi người cứ nghĩ sau tuần nó giống như cái phanh trước của một cái xe máy, sao triệt nó giống như cái phanh sau của xe máy. Khi mà chúng ta đi thì giống như cuộc đời của chúng ta dịch chuyển, thì khi bóp phanh bao giờ cái phanh trước bao giờ bóp nhả bóp nhả bóp nhả, không bóp chặt được, mà bóp chặt là sẽ lật xe và chết ngay. Nên cái phanh trước nó bóp nhả thì nó giống như sau tuần ấy, nó sẽ bóp cứ đến vận xấu ổ gà thì nó sẽ bóp bóp cuộc đời mình lại, và sau nó lại thả bóp thả, nó không chết hẳn. Nhưng cái sau triệt nó ví như cái phanh sau ấy, là khi đạp một cái thì nó dí chết bánh sau và có thể kéo lên trên đường ngay. Là sao triệt là như thế, triệt là rất là mạnh mẽ, nó làm cho hỏng đứng lại lại ngay lập tức. Nhưng cái sao triệt thì vì phanh mạnh quá nên là nửa đời đầu ấy, phanh nhiều quá nên là mòn hết má phanh, nên là sau 33 tuổi của đương số này thì cái sao triệt nó sẽ bóp phanh nó không hiệu quả này. Và sau tuần cũng thế, nửa đời đầu khi bóp nhả thì nó còn bóp mạnh, nhưng nửa đời sau ấy, nó cũng mòn bớt má phanh thì sau tuần nó cũng mở bớt ra. Thì đây cũng là một đương số mà cung thiên di càng ngày nó càng mở rộng. Mà rất may là nó đóng tại cung tuất là nó rơi vào vòng cái thiên la địa võng, nên sau tuần đóng đây có cái cơ hội nó mở cho đương số có thể phát triển được cung thiên di, cũng như là có số đi xa về gần và có số thành công về mặt xã hội. Nhưng mà có sao quả tú nó cung thiên di nên cẩn thận sẽ có tình duyên hai vợ chồng, đôi khi cũng hơi lạnh lùng và lận đận. Cung tân ách của đương số thì sau này sẽ bị bệnh dạ dày, rồi bệnh phổi dạ dày nhá, và phổi liên quan đến dạ dày và phổi. Nhưng nói chung là sức khỏe của đương số đang rất tốt, đến năm 63 mới ốm đau về mệt mỏi. Về cung tài bạch có sao cự môn thì đương số nên nên là một người thuyết minh để bán hàng, hoặc là một nhà lý luận, hoặc là đi giảng dạy, hoặc là đi hướng dẫn, hoặc là đi sale đấy, tóm lại là hoặc là làm luật sư, những cái ngành mà liên quan đến nói để kiếm tiền thì sẽ hợp với đương số hơn. Bởi vì đương số có rất nhiều sao nói tại cung mệnh, ví dụ như hóa kỵ tại mệnh cũng là một sao nói tốt này, rồi cái sao thiên tài tại mệnh cũng là một sao mà nhiều lúc cũng sẽ bột phát, rồi thái tuế nằm tại cung thân cũng chính là cái sao nói tốt. Về cung con, về cơ bản là thiên tướng đóng đây thì tốt, nhưng mà có thiên không đóng ở cung con đấy, thiên không đóng cung con cũng sẽ có một đứa bé sẽ không ở cùng với cha mẹ nữa. Về cung phu thê, về cơ bản rất tốt, thiên đồng thiên lương ở đây là những người là một người vợ tử tế, có lộc tồn đóng đây cũng là một người kiếm tiền tốt, có sao bác sĩ đóng đây cũng là một người biết chăm sóc gia đình, ân quang thiên quý nằm ở đây cũng là một người mà do ân tình được Phật độ, rồi thiên giải thiên mã đóng ở cung vợ cũng là một người đa tài đa năng. Nhưng rất tiếc là có cái sao cô thần và tang môn đóng ở cung phu thê, hai cái sao này là làm cho đây là một người phụ nữ mà phải chịu đựng và phải cô quả vì người chồng, nên phải hóa giải ngay nhé. Cô thần quả tú chiếu của cung vợ, việc này hóa giải cũng không khó lắm, khi hóa giải đi thì sẽ có một cái cô vợ ổn định và cuộc sống vợ chồng tương đối ổn định hơn, chứ không có để đào hoa nằm cung nô bộc rồi để có vợ lại có cô thần đóng vào nữa thì dễ đứt gánh giữa đường. Về cung huynh đệ thì có sao vũ cúc thiên đình, ở đây là huynh đệ là có hoa khoa nên về kiến thức ổn hơn, đế vượng đóng cung huynh đệ cũng đông anh em, thiên hình và kình dương địa kiếp đóng ở đây thì cũng sẽ có anh em bị sa sảy và mất, và có điều kiện thì nên cầu siêu cho họ. Đây là lượt qua, chúng ta lượt qua 12 cung của đương số, và sẽ dự đoán của đương số là từ đại vận 33 trở ra thì đương số tương đối tốt về mặt công việc. Năm nay là có sự thay đổi về công việc, sang năm cũng như vậy và sẽ có lộc hơn. Sang năm là 34 tuổi, 35 tuổi lại có khả năng có con tiếp, 36 là trục trặc với vợ một chút, 37 là năm hạn nhá, thiên hình kình dương địa kiếp, 37 cẩn thận tai nạn về tình duyên, 38 là công việc thành công ổn định tốt,
39 tốt, 40. 40 là cái năm mà hỏa linh nằm cung phúc đức, dễ bị trầm cảm, dễ bị mệt mỏi, dễ bị đau đầu và rất lo lắng một việc gì đấy sập ra sôi, bởi vì hỏa linh cung phúc đức một lần nữa là phát tác. Tiếp nữa là 41 thì dễ có điền trạch nhất cát thêm, nhớ là phải nhớ hóa giải cung địa không được kiếp, cung huỳnh cung cung điền trạch nha. Rồi đi làm dễ thăng chức, thăng quan tiến chức, cái tròn cung điền trạch của cung đương số này rất đẹp. 42 tuổi có thể công việc lại sẽ thay đổi tiếp. Đấy, 43 tuổi thì nhớ là lúc đấy đào hồng gặp triệt rồi nô bộc, lúc đấy là có nhiều quyến rũ của phụ nữ đối với người đàn ông này lắm, và cố gắng mà vượt qua. Và từ 43 trở ra thì sẽ thuận lợi về chuyện tiền bạc. Đấy, công việc thuận lợi về chuyện tiền bạc, nhưng cẩn thận có dao kéo vào những năm 43 trở ra, ví dụ như năm 44, 46 cẩn thận dao kéo. Rồi đại vận từ 53 trở ra cũng tương đối ổn định, mọi việc cũng tương đối tốt, hơi trục trặc một tí nhưng rồi sẽ thành công, nhưng cẩn thận quả tú là ở một mình. Đấy, từ 53 lại ra cẩn thận là sẽ ở một mình, có nhiều lý do mà sẽ ở một mình lắm, nên là hết sức cẩn thận. Từ 63 trở ra thì sức khỏe hơi kém một chút, và lúc này á thì có nhiều cái sự chuyển biến về chuyện tiền bạc, chi tiêu nhiều, chắc là đầu tư cho việc làm ăn buôn bán đất cát tiếp theo. 63. Đấy, từ 73 trở ra cũng rất ổn định. Đây còn là một đơn số, một con la số tương đối thọ, tương đối thọ. Và về bản mệnh khắc cục nên là luôn luôn sống trong một đầu óc, luôn luôn phải suy nghĩ và phải luôn luôn phải đối phó với mọi diễn biến của vấn đề xung quanh, nên cố gắng luyện tập ép với tốt để có một cách thích nghi tốt, vì môi trường của anh sẽ thay đổi liên tục. Trên đây là những cái tổng quan về lá số của đương số có mã số 1044. Và theo thầy tử vi Việt Nam vừa nói thì anh cố gắng để hoán cải vận mệnh của mình, cung điền trạch, cung phúc đức. Đấy, để cho rồi cung vợ, cô thần quả tú, rồi đào hoa gặp thai tại cung nô bộc, để có một cái gia đình trọn vẹn và có một cuộc sống tốt hơn. Và rất may cho anh là thân cư tài bạch tại cung Tý, cũng là một cái lá số đẹp để sau này có thể phát triển thành một người rất giàu có nhờ cái khả năng ăn nói của mình. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, đừng quên đăng ký vào kênh Tử Vi Việt Nam để các bạn được cập nhật những bài mới hơn. Và chúng tôi rất mong các bạn đóng góp ý kiến để chúng tôi thay đổi cách đưa video và cách giảng bài để sao giúp cho tất cả các bạn đều có thể tự xem và tử vi cho mình, rồi biết được các vận hạn để hóa giải và tránh. Xin chào, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.